Thì chào các bạn quý khán giả nha, mình mới ra tới sông á. Mình ra hơi trễ, bạn mới đẩy xuống sông luôn rồi mình mới ra tới á. Giờ thì cũng đẩy xuống sông rồi, nước đang lớn á, canh nước lớn đẩy xuống. Quá trời cái gió bự luôn. Mũi rất là cao luôn á. Cái này mình đặt máy xuống nữa là cái mũi nó còn cắt lên nữa các bạn. Giờ lặn lên cho cái cabin nó ngay chỗ cái đường lên xuống cái nè, đặng may cho thợ á, chú Bảy đồ kia làm cho nó lên xuống cho nó tiện. Cái lấy đây bạn. Đó, gì chứ đặt máy với xuống cabin đồ kia nữa là khoảng xuống khoảng cái tắc nữa ha. Nhưng mà xuống cái tắc nữa thì cái mí bưởng lái đó nó cũng vừa láng láng rồi bạn, không có cẩm cho máy á. Thường là mấy cái kia thì đẩy xuống rồi là đặt máy đồ kia xuống là xuống cho khoảng một tắc trở lại à. Quá trời luôn, lái về ngang trên 4 mét. Cái này gãy lái về ngang chính xác là trên 4 mét nè, bao nhiêu? Quá trời luôn. Bên em đang lằn dây vô ha, hiện tại giờ nước đang lớn. Mình lại trễ á, có quay cấp mà hai thầy xuống cho các bạn quý vị khán giả xem được, các bạn cũng thông cảm á. Rồi trên cái dàn xài gia đình á, nhóm nhóm quá trời cái đó mà không đóng xuống thì đi dò bước trên đó cái là có anh hàng các bạn, anh thợ keo rồi đứng ra rồi hạ nề luôn, đẩy ghe luôn. Vì với nước cái gồng nó sát chứ lắm mà. Mạnh đang lấy cái đòn đút xuống, gác lên cho nó chổi ghe luôn, nó không có trúng cái bờ kè. Dưới này nó có bờ kè đá dưới các bạn. Nó phải đóng cái bổ kìa, cái tay của anh đó, nó không dạt vô được. Quá trời cái đấy luôn, lại trên 4 mét.
vậy chứ cào sò lụa thì mình không biết sao chứ. Ủa cái cơm á bạn, là cái lưới á khẩm chừng nào là chạy là cá nó vô đồ chừng nấy á, tùy theo cái vỏ nổi vỏ ấy đồ kia nó vô khẩm á thì cái lượng nó sâu á, gọt cá được nhiều, còn mà cái vỏ mà nó nổi thì cá nó lên hay trễ á, nó bị lọt lường á. Bờ kè là ngay chỗ anh đứng đó hả? Ông anh đang chổi cái vỏ xích ra ngoài các bạn, bị để vô trong á nó có hai cái bà kè và xi măng ở dưới á, nước lớn á thì không sao mà sợ nước ròng á nó cắn lên cái vỏ của mình á, bởi vì phải xô cho nó xích ra ngoài khỏi cái bà kè cho nó an toàn á. Vỏ đẩy xuống nước rồi nhìn cái kiểu rất là đẹp đó bạn, mũi thì cũng cao, lái thì cái này mà xuống máy với cabin sau đó là vừa ha, xuống khoảng một tấc nữa mà cái lái đó thì nó nổi khoảng trên một tấc á, một tấc đổ lại bị cái lái bị ngang bự á, nếu mà xuống đồ nó dữ dằn luôn nó mới cầm, chứ còn không thì không bao giờ cầm nó nổi á. Cái lái này thì xuống đồ kia thì ủi cái cơm đồ kia là ngon luôn á, lái lái khẩm lái mà này ủi cái cơm á, lái khẩm như nào thì ngon như nấy á, chạy xuôi sống không có bị hủ láp nữa, ra ngoài khơi chạy thì sống rất là bự luôn. Chặt ba tên xuống luôn. Xôm với chân ở đây nè, bột châu lắm kìa, không chịu lái thì chịu đó, xôm thầy đẩy ra.
đẩy ra rồi xóm dưới đất á, rồi buộc chịu lại nó hết bê vô rồi. Ừ, gài vô đó, đó. Ừ, bỏ đó buộc đi, lấy dây tóm luôn đó rồi sao chạy rồi. Lấy vô bự nè.